mời quý vị, chúng ta hãy cùng hướng mắt lên sân khấu để chào đón sự xuất hiện của 11 thí sinh đại diện cho các chi hội phụ nữ 11 thôn bản. Họ là những bông hoa đẹp nhất trong hội thi ngày hôm nay. Ghi tên luôn. Xin mời quý vị chúng ta hãy cho các thí sinh của chúng ta một tràng pháo tay thật rộng rã để nồng nhiệt chào đón và cổ vũ cho các thí sinh của chúng ta bước vào các phần thi. Thí sinh chúng ta hãy ra trình diễn thêm một lần nữa để chào ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể chị em của chúng ta. Xin mời các thí sinh. Nữ thì Huệ. Đây là 11 thí sinh đến từ 11 thôn bản. Họ là những bông hoa đẹp nhất trong bài thi hôm nay. Xin mời quý vị chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật rộn rã để cổ vũ cho các thí sinh bước vào phần thi với sự tự tin, đoàn kết và chiến thắng. Tôi còn nghĩ hơn như giới thiệu phần thi phần năng khiếu. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta hãy đến phần thi màn chào hỏi của từng thí sinh. Đầu tiên xin mời thí sinh mang số báo danh 01 Lưu Thị Huệ hãy bước ra sân khấu thể hiện phần thi màn chào hỏi của mình. Các khán giả ngày hôm nay là
khuya, từ giờ thức khuya, ta nắng ngoài duyên bản. Tôi đến rồi á, tính thân giáo lưu và học hỏi. Và tôi xin là từ giới thiệu tôi tên là Trần Thị Huyền và đến từ đơn vị bản Tà Lành ạ. Xin là mọi người cổ vũ cho tôi ạ. Vâng, xin được chúc mừng số hoa danh 03 Trần Thị Huyền đã hoàn thành xong phần thi mà chào hỏi của mình. Tiếp theo xin mời thí sinh mang số báo danh 04, thí sinh Lô Thị Hồng hãy bước ra sân khấu để thể hiện phần thi chào hỏi của mình. Khả năng đua ghê rồi. Giới thiệu tôi tên là Lô Thị Hồng, tôi đại diện cho đơn vị Bàn Đình Tiến. Tôi đến đây với tinh thần giao lưu học hỏi cùng các hội viên trong buổi thi ngày hôm nay. Tôi xin hết. Vâng ạ, xin được chúc mừng ạ. Thí sinh mang số báo danh 04 Lô Thị Hồng đã hoàn thành xong phần thi màn chào hỏi của mình. Tiếp theo xin mời thí sinh mang số báo danh 05 Lô Thị Minh hãy bước ra sân khấu để thể hiện phần thi màn chào hỏi của mình. Và hãy luôn là người phụ nữ duyên dáng, nhiệt tình, tài năng, chị em nhé.
Cuối cùng, em xin kính chúc quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng bàn thi dự thi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc thành đạt, chúc hội thi thành công tốt đẹp. Vâng, xin quý vị khán giả chúng ta hãy cho thí sinh Lò Thị Tuyệt một tràng pháo tay ạ. Xin được chúc mừng Lò Thị Tuyệt đã hoàn thành xong phần thi màn chào hỏi của mình. Tiếp theo xin mời thí sinh mang số báo danh 07 Lương Thị Thứ hãy bước sang sân khấu để thể hiện phần thi màn chào hỏi của mình. Lương Thị Thứ. Cho thí sinh mang số báo danh 07 Lương Thị Thứ một tràng pháo tay đi ạ. Xin chúc mừng Lương Thị Thứ đã hoàn thành xong phần thi màn chào hỏi của mình. Sau đây xin mời thí sinh mang số báo danh 07 Lương Thị Thanh hãy bước ra sân khấu để thể hiện phần thi màn chào hỏi của mình. Xin mời thí sinh Lương Thị Thanh. Xin được chúc mừng thí sinh Lương Thị Thanh đã hoàn thành xong phần thi màn chào hỏi của mình. Tiếp theo xin mời thí sinh mang số báo danh 09 Lô Thị Liều bước ra sân khấu thể hiện phần thi màn chào hỏi của mình. Là Lô Thị Liều cũng kẻ nánh mà thi cho đơn vị. Lô Thị Liều thì cũng là kẻ nánh này. Đây là cái bên là cũng xưng là kẻ nánh này. Rồi cái nính hay tôi là Lô Thị Liều đến từ trạm y tế xã Châu Hành. Tôi sinh năm 1991. Đến với hội thi hôm nay nhằm tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng tài năng của người phụ nữ mà với mục đích là được giao lưu học hỏi để đem những kiến thức về chia sẻ cho các hội viên. Rất mong được sự ủng hộ cổ vũ nhiệt tình cho tôi cũng như là cho hội thi được thành công tốt đẹp. Xin được chúc mừng thí sinh Lô Thị Liều đã hoàn thành xong phần thi màn chào hỏi của mình. Tiếp theo chương trình xin mời thí sinh mang số báo danh 10 Trần Thị Pha hãy bước ra sân khấu để thể hiện phần thi màn chào hỏi của mình. Hạnh Tiến à. Ba Pha. Hôm nay tôi tới đây với vinh dự được thay mặt cho chi hội thủ tục và thực hiện với giao lưu hội thi của đẹp đẹp của hội thi của đẹp đẹp tài năng chưa già. Lời đầu tiên tôi muốn gửi tới quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Đại biểu, kính thưa ban giám khảo cùng toàn thể hội thi, hôm nay tôi đến đây với tham dự hội thi để đẹp duyên dáng tài hoa, đẹp duyên dáng tài hoa của phụ nữ. Tôi muốn đến đây với một phương châm của tôi được giao lưu học hỏi và mở mang kiến thức. Sau đây tôi xin giới thiệu về bản thân tôi. Tên tôi là Trần Thị Pha, năm nay tôi 33 tuổi. Chi hội thủ tử của bạn Hiển Tiến. Tôi xin kính chúc quý vị đại biểu và ban giám khảo toàn thể hội thi một lời chúc mạnh khỏe và
chúc cho hội thi hoàn thành một cuộc thi hoàn một cuộc thi thành công tốt đẹp. Xin được chúc mừng thí sinh Trần Thị Hà đã hoàn thành xong phần thi tài năng của mình. Tiếp theo xin mời thí sinh mang số báo danh 11 Lương Thị Hà hãy bước ra sân khấu để thể hiện phần thi màn chào hỏi của mình. Đơn vị bạn luôn, còn bạn luôn. Xin được chúc mừng thí sinh Lương Thị Nga đã hoàn thành xong phần thi màn chào hỏi của mình.